Mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đã có mặt tại một cái nghĩa trang này các bạn. Một cái nghĩa trang này tự phát ở trong khu dân cư các bạn. Thì ở bên trong này thì mình được biết về một bà cụ sống cũng như là lượm rác ở bên trong cái nghĩa trang này. Cho nên là mình mới ghé vào đây để thăm và chia sẻ về hoàn cảnh của bà cụ này cho mọi người cùng biết. Hiện tại bây giờ đang giữa trưa nắng các bạn. Mà mình đi vào trong cái nghĩa địa này thực sự là mình cũng rùng mình luôn. Nhưng mà nghe đâu thì bà cụ này sống và tá túc ở trong cái khu nghĩa trang này, ở trong một cái căn chòi trong cái nghĩa trang này. Biết là cái nhà nào nhìn cũng khá là u ám các bạn. Biết là đi vào đường nào luôn. Chắc là bà cụ sống cũng như là làm nghề ve chai hay sao các bạn. Mình không tìm thấy cái đường để đi luôn. Không có đường đi. Chắc là căn nhà này nha các bác. Sống giữa bốn bên đều là mồ mả. Ở đây là có nghĩa là chị với bà là ở đậu. Ừ, ở đậu đất nhà rồi, người ta. Ở nhà đó. Là ở lâu chưa chị? Mới ở đây. Ở được bao lâu rồi? Ở được chính thức mới qua được hơn tháng. Ủa còn bà ở lâu chưa? Bà ở năm mấy, 2 năm gì đây. Bà thì ở lâu rồi, còn chị là mới ở đây thôi. Ở đây không sợ hả chị? Trời ơi, là có sợ cũng phải chịu chứ có chỗ đâu ở. À, có nghĩa không có chỗ ở cho nên mình mới phải vào nghĩa địa mình ở. Đúng rồi, mình thuê phòng trọ mà để về chai người ta không có cho, người ta chửi dữ lắm, người ta chửi cái lúc đang giãn cách người ta đuổi. Đuổi à. Chủ nhà nó đuổi ghê lắm. Cái người này ta là... Vẫn là chị với bà là cái gì của nhau? Mẹ con hả? Ừ. Chị là con gái? Ừ. Hai mẹ con ở trong cái nghĩa địa không sợ à? Ừ, trời ơi, có sợ cũng đành chịu. Là chị đang ăn cơm hay gì á? Ừ, chuẩn bị ăn cơm. Cơm gì sao? Cơm sao nó đen thùi lùi vậy? Cái người này là tên Tiến, YouTube cái chị. Cộng đồng mạng quốc tế đó chị. Ủa chị sống ở đây là chị cũng làm nghề ve chai luôn hả? Đúng rồi, hồi trước đi lựa cho người ta rồi công việc nó nặng quá, làm không nổi. À. Việc nhiều mà nặng lắm, mình thì có bệnh nền trong người. Là bệnh gì chị? Bệnh viêm son mũi. Rồi chị tên gì chị? Võ Thị Tiết Nhung. Chị năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 78. 78 à? Năm nay hơn 40 tuổi không? 46. 46 tuổi. Vậy là chị 78 rồi, nay 46 rồi. Rồi có gia đình gì không chị? Có. Cũng lỡ dở rồi. À, có nghĩa là có chồng nhưng mà do là bỏ rồi đúng không? Vậy là giờ là hai chị sang đây sống cùng với mẹ? Không, có mình tôi sống ở đây với bà mẹ ở đây thôi. Còn con bé này nó sống ở ngoài kia. Rồi em hiểu rồi, nhưng mà có nghĩa là mẹ chị giờ đây đi lượm ve chai rồi hả? Ừ, đi lượm rồi. Mẹ chị bao nhiêu tuổi ấy chị? Mẹ nay 69, gần 70 rồi. 70 tuổi? Ừ, 70. Hai mẹ con sống ở trong cái khu đất nghĩa địa. Ừ. Chị thì mới qua đây thôi đúng không? Đây là cái xe lượm ve chai. Trước cửa trong nhà đều là một. À, có nghĩa là chủ thì cho ở để thắp nhang. Ở để thắp nhang, đặng ở luôn. Còn là mẹ chị là sống ở đây được mấy năm rồi? 2 năm rồi. Ra được rồi. Cái mặt tiền của căn nhà này là nằm đối diện với cái nghĩa địa. Ừ, đối diện với nghĩa địa. Nhà thờ ở đây. Thờ bà cố, thờ ba. Ông chủ đất ở đây. Em bỏ này đi. Vậy là bà sống ở đây cũng thâm niên này ha. Có chị là sống mới đây thôi. Mới đây được tháng mấy, gần 2 tháng rồi. Dọn cỏ thì trước nay 3 tháng. Nhưng mà dọn cỏ là để làm gì chị? Làm cỏ, nghĩa trang cho người ta, cho sạch sẽ, đặng người ta cúng hôm Tết đó em. À, có nghĩa là giống như người ta thuê mình làm hay sao? Không, kiểu như thấy bà ở đây rồi người ta cho bà để dây chai, bà làm không kịp cỏ rồi nên phụ bà dọn dây chai, dọn cỏ. Đặng cho bà để dây chai cho dễ dàng chút mà. Dạ, dạ. Rồi tối chị ở đây chị có gặp cái gì không? Không, không gặp gì hết á. Không sợ hả? Có sợ cứ đành chịu mà, đã nói rồi. Có sợ không, có sợ không? Mới đầu tiên chắc tất nhiên phải sợ chứ, ai cũng vậy. Rồi có ngủ được không? Trời ơi, qua anh đây là chỗ lớn tuổi rồi khó ngủ lắm. À,
ngủ ít lắm. Tối là cứ nghĩ đến ma quỷ không hả? Không, không nghĩ đến cái vấn đề đó. Người đã chết rồi. Nhưng mà sao là không ngủ được? Quỷ. Tại mình mất ngủ, bị bệnh mất ngủ từ lâu rồi. À. Bệnh mất ngủ nay mấy năm rồi. Dạ. Vậy mẹ chị đi lượm mấy chai mấy giờ về chị? Tới trưa hoặc chiều không chừng, nó tùy theo à. Rồi chị có con cái gì chưa? Con thì có rồi, ông xã nhà nuôi rồi. À, ông xã nuôi. À. Có gặp nhau không? Ít lắm. Ít có gặp nhau lắm. Là mỗi người mỗi nơi à? Ừ, ở dưới quê. À. Bên kia là để ve chai, bên này là ở. Ở đằng sau cái khúc đó để ve chai. Dạ. Trong cái nhà kho này mình vừa để đồ của bà chủ để đó rồi mình ngủ đó luôn. À. Đồ cưới, cổng rạp cưới đồ của bà. À. À, bà chủ với bà ở đây thì kiểu như hồi trước bà già ở đây đó trồng mấy cái bông này cho người ta hôm Tết vậy đó. À, mấy cái đất này là giống kiểu chưa có mộ ở trong đúng rồi, người ta mới đăng ký mộ thôi. À, giống ta mua để dành á. À, mua để dành hả? Mua để sau này có chết rồi có. Mấy cái ô này là có người ta cũng bán rồi này đúng không? Bán luôn, mới bán này được 3 tháng nay. À. Là mới bán nay là được mấy chục triệu mà bà chủ họ bán được mấy chục triệu rồi. Người ta xây cái vợ chồng đó còn trẻ mới có 40 mấy tuổi hả? 40 mấy tuổi mới đã mua mộ rồi. Trời ơi, người ta có tiền nhưng mà đó là mua trễ đó. À. Có nhiều người ta có tiền ta mua 10 mấy 20 kìa. Người ta mua còn nhỏ xíu nữa kìa. cha, chưa chết mà đã mua quan tài. Ừ, đúng rồi, bố mẹ đăng ký hồi trước chị có quen cái chị kia bán vé số xa cũng thành phố mà. Huyện Củ Chi nè. Dạ. Chỉ lúc đó con gái mới có 8 tuổi mà chỉ đi đăng ký, chỉ có đạo, chỉ vô nhà thờ á, rồi đất nhà thờ bán mộ á, rồi chị chỉ sẵn đăng ký cho hai mẹ con luôn. À. Lúc đó con gái còn nhỏ xíu vậy nè. Hay là cái đó là giống kiểu cái tập tục của người ta, giống mua với là sống được lâu hay là làm ăn được không hay phải. Tại vì người ta mua để sẵn, nếu lo mà mơ mốt người mẹ nó có chết thì cũng sau này con nó có chết thì cũng có mộ chôn chứ để không có tiền mua hay gì đó. À, người ta lo xa quá lo ha. Lo xa. Lo xa giống bà Từ Hy quá. Có nghĩa là giống vừa sinh ra đã lo chỗ chết rồi. Ừ. Đấy, vậy đó. Làm cỏ quá trời. Nói chung là ở đây là đa phần là những người đang còn trẻ họ mua hả chị? Đúng rồi. Trẻ có già có tùy hả? Ừ. Có gì như bên đây nè, vợ của cái chú bên đây nè cũng 80 mấy tuổi cũng mua nay mấy năm rồi. À, mua để dành sẵn. Mua để dành, ổng chết trước thì bây giờ nữa mơ mốt bây giờ bà bệnh nay mấy năm rồi, biết bà nay bệnh mấy năm rồi. Chết là bà chôn ở đó. Chôn kế bên luôn. À. Đó, mua mộ đôi. Ừ, một phần với bao nhiêu? Một phần không biết. Cũng nghe nói mười mấy 20 triệu gì cũng rẻ chứ không mắc đâu. À. Vài chục triệu à. Vậy là chị ở đây là chị lập cỏ thứ phụ người ta. Trời ơi, làm hết luôn đó. Đấy, đấy, làm nhiều lắm. Ngộ ha, tự nhiên là đi chưa chết, đi mua mộ. Nhiều lắm. Ở đây dân này có tiền nhà ở đây. Mua mộ, mua 2 mộ mới cách nay được 3 tháng đổ lại. Mua xây để sẵn đấy, về sau chết. Mua xây rồi chừng nào hô chết bắt đắc kỳ tử gì đó, rủi sợ không có đất chôn. Người ta lo kiểu mà không có đất chôn và không có tiền mua mộ. À. Cũng có nhiều nơi là hứa cho đất, rồi cho này cho kia, rồi tới chừng không cho. Rồi tới chừng cái bố mẹ chết cái đem xuống mà đào quyệt rồi không cho hạ hòm xuống thì sao? À. Cũng phải rinh đi vậy. Rinh đi về chỗ đám tang, rồi xong rồi mới nhờ quỹ ban ấp và xã đồ giải quyết chỉ mua đất mộ. Vậy là chị có gặp những cái trường hợp đấy rồi đúng không? Có thấy rồi. Có thấy rồi đúng không? Có thấy, có chứng kiến. Ôi, nhiều cảnh mà. Nhưng mà ví dụ những người già mua thì không sao, những người trẻ mà đã mua rồi sẽ nhìn cũng ơn ớn à. Cũng sợ chứ. Cái đó mình cũng không biết. Hay là giống kiểu là người ta mê tín cái gì đó, người ta bảo mua sớm thì. Không, mà người ta không có nói mình là người ta mê tín. Mà người ta nói mình là mua để nhiều khi chết bắt đắc thì tử chỗ đâu mà chôn. Họ cũng nói thiệt như vậy. À. Tại vì cái chị bên đây chỉ là dâu, nhưng mà chị cũng chứng kiến nhiều chỗ là ở bên đâu bên nhà chị ở đâu đó. À. Rồi cũng nói là
đất rồi còn dính líu anh em bà con gì đó, rồi hô nói ờ nửa chết rồi nữa tụi bay nằm đây 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 cái lúc uống rượu mà thì sai xỉn thì nói vậy, mà tới chứ lúc người ta chết rồi không cho người ta nằm đó. Vậy là chỗ này là giống như cái đất này là chủ có một chủ nhưng mà người ta sẽ bán từng cái lô mộ như vậy. Ở đây là một chủ, ở đây một chủ, ở đằng trước đây là mấy chủ rồi. À vậy là cứ bán mộ để kiếm tiền, cứ bán mộ để lấy tiền để họ tu bổ cho mộ cho nhà thờ đồ ở đây. À vậy đó, chứ mình đâu có dính líu gì ở đây. Mình chỉ tới ở đâu thôi, ở đâu thôi. Trời ơi, dọn dẹp cỏ rác nè, hởm tầm không, nhưng mà em thấy cái nghĩa địa này cũng sạch sẽ. Trời ơi, tôi mới dọn nay mấy tháng nay chết quá sạch sẽ, tôi dọn rồi chết chi luôn. Được mấy người con? Ba đứa mà giờ không ở chung với đứa nào à? Không. Sao vậy? Thì nó ở dưới nó làm hết rồi. Ở dưới làm hả? Lớn hết rồi hả? Lớn hết rồi. Mười mấy tuổi hết rồi. Đúng là phải ở cùng với con chứ sao lại bỏ. Hay là con nó không ở cùng? Nói chung mình con không thích ở chung mà anh ở riêng nấy đi cho dễ. À. Nhưng mà con nó tới thăm không? Không, chỉ gọi điện. Chỉ gọi điện hỏi thăm hả? Rồi mẹ của chị là có mấy người con? Bốn người. Bốn người con. Là mẹ đi lượm ve chai. Chị cũng trước cũng đi lượm ve chai, vừa lượm vừa có đi làm có, rồi ai kia nói chung mình xin được chỗ làm thì đi làm, còn không xin được chỗ làm thì đi lượm ve chai vậy tí. À. Có nghĩa là có chỗ việc làm thì đi làm, mình không việc làm thì mình đi lượm ve chai kiếm sống đúng không? Tại em nghe nói là mẹ chị sống ở trong nghĩa địa, cho nên em cũng tính qua thăm xem tình hình cuộc sống của bà như thế nào. Nhưng mà không ngờ lại gặp chị ở đây. Nhưng mẹ chị đi là mấy giờ về chị? Cũng không biết nữa, tùy theo à. Có khi về sớm, khi về trễ. À, tùy từng hôm hả? Vậy là chắc đêm đầu tiên mà chị tới đây là chị không dám ngủ luôn ha? Ngủ chứ, nhưng mà điều mình lạ chỗ ngủ không được. Giờ tôi đi tới nhà. Nhưng mà chị có nghe mẹ chị kể về ở đây là có gặp cái gì không? Không, bà đâu có gặp gì đâu, bà kể. À, tức là mình không làm gì người ta cũng không làm gì mình đúng không? Có gặp gì đâu. Trời ơi, người cõi âm mà chết là có nhát gì mình được đâu. Cái hồn họ đi đâu, ai dẫn đi mất tiêu. Theo rồi như chị là có ma quỷ không? Ma quỷ đâu mà ma quỷ. Có thì nếu có linh hồn thì cũng họ cũng dẫn đi mất tiêu rồi chứ ở đâu mà có. Đi đầu thai đúng không? Hả? Nói chung là có linh hồn là người ta cũng dẫn đi đầu thai rồi đúng không? Chưa đi đầu thai, nhiều khi là Diêm Dương còn bắt giữ ai biết. Người ta nhốt lại đúng không? Người ta đúng cho rồi, đi lung tung đúng không? Đúng rồi. Đâu có, đâu làm gì có ma quỷ. Đâu có đi lung tung được đúng không? Làm gì có đâu ma quỷ. Nhưng mà sao nhiều người nói là gặp ma ta? Ôi trời ơi, tôi từ cha sanh mẹ đẻ tôi chưa gặp được cái bóng ma ra là sao? Chưa thấy con ma nó là sao hả? Trời ơi, tôi biết được ma chết liền. mẹ chị chắc làm nghề ve chai lâu rồi chị? Thì gia đình làm cũng mấy năm, mười mấy năm gì rồi. Mười mấy năm rồi hả? Ừ. Là mẹ chị chắc sống bằng cái nghề lượm ve chai? Ừ. Tỏ là cũng gia đình cũng khổ đúng không? Dạ. Thấy cũng khổ đúng không? Trời ơi. Cũng khổ lắm chứ có gì đâu. Là bà đi mấy chiều bà mới về à? Đã nói rồi cũng không biết được. Chắc bà nhỏ mẹ dây dưa rồi. Sống ở trong nghĩa địa cũng ớn nha. Em đây chót lại cho em không dám ngủ đâu. Bữa hổm ha, bà chủ đất kêu qua ở, cỏ nó lên tới đây nè. À. Lên bằng cái cây đó đó, cây dâu đó luôn đó. Làm gần chết luôn. Vậy là chị làm sạch sẽ vậy luôn. Trời ơi, đúng rồi. Có người ở nhưng mà hồi trước cái cặp kia nó ở mà nó không chịu làm. Nhưng mà có cho trả công không mà chị làm dữ vậy? Có, trời ơi, tới Tết nó thưởng có mấy trăm ngàn bạc chứ mấy. À. Thì kiểu như mình không có đi làm thì mình dọn dẹp bớt đi. À. Bệnh ở đây á. Là... giờ cổ chết rồi. À, có nghĩa ngày lúc trước là chăm một người bệnh ở đây, chết ở đây. Đúng rồi, chết ở bệnh viện. À, xong là người ta mới cho ở đúng không? Rồi xong rồi thấy không có ai ở giữ, nhà thờ đốt nhang khói rồi nó kêu bà già qua ở. À.
Giờ có việc thì làm thôi đúng không? Đúng rồi, có việc thì đi làm. khoảng mấy giờ mẹ chị về? Chắc em muốn tới thì chắc cỡ 5-6 giờ chiều đi. 5-6 giờ chiều luôn á? Ừ. Rồi ok. Chứ giờ mà...